Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cành sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cành sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc cho những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khoảng năm 1968 ở bên Âu Châu và đặc biệt ở tại nước Pháp có một phong trào chúng ta gọi là phong trào hippie và tự do luyến ái, tự do tình dục. Và các bạn trẻ đó gọi là muốn phản ứng lại với một thế giới gọi là vật chất tiêu thụ. Và các bạn trẻ đó mới muốn sống hết mình, và rồi đã phát sinh ra những cái cách sống mà chúng ta gọi là có tính cách hiện sinh. Chẳng hạn như chúng ta thấy quần áo thì họ mặc nó có vẻ như là rách rưới. Chẳng hạn đi mua một bộ quần áo mới về thì thay vì họ để nguyên như vậy mặc thì họ đem xé, gọi là xé cho nó tua ra, rồi họ để râu, rồi họ để tóc dài, vân vân. Những hình thức đó nó nói lên một điều rằng các bạn trẻ đó muốn sống một cách tự do hết mình, muốn sống bằng chính gọi là suy nghĩ của mình, và họ nghĩ sao thì họ sống như vậy. Nhưng mà đặc biệt ở trong một phong trào gọi là hippie và tự do như vậy thì người ta lại thấy xuất hiện một cuốn sách. Cuốn sách đó tựa đề là "Tôi muốn nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện." Nói đến đây là vì chúng tôi muốn trở lại với bài tin mừng hôm nay. Các thánh tông đồ nói rằng chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Đúng là các vị đã có kinh nghiệm của Đấng Phục Sinh. Các vị đã trải qua những ngày đau thương của gọi là những ngày thứ sáu tuần thánh. Nhưng mà sau đó thì các vị đã được bình an, bởi vì các vị đã được nhìn thấy Đấng Phục Sinh. Còn giới trẻ của những thập niên 68, 78 và thậm chí ngày hôm nay
cũng có lẽ phải nói một câu như vậy là chúng tôi muốn nhìn thấy Chúa, chúng tôi muốn đối diện với Chúa, chúng tôi muốn gọi là diện đối diện với người. Và như vậy chúng ta mới hiểu được rằng thế nào là giá trị của đức tin. Ở đây chúng ta có được một mối phúc mà như người ta vẫn quen nói, đó là phúc cho những ai không thấy mà tin. Ta thấy rằng câu chuyện diễn tiến rất đơn giản, đó là khi các thánh tông đồ tụ họp lại nhau ở trong nhà vì sợ người Do Thái, thì Chúa Giêsu hiện đến và nói với các ông bình an cho anh em. Rồi trong thánh lễ chúng ta đã được nghe tới 7 lần cái chữ bình an này. Rồi sau đó Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các thánh tông đồ và bảo anh em hãy nhận lấy thánh thần. Đây có thể nói được rằng lễ hiện xuống nhưng mà theo cung cách của thánh Gioan, còn lễ hiện xuống theo cung cách của thánh Luca. Ở trong sách tông đồ công vụ thì ồn ào lắm, rồi có những hình lưỡi lửa đậu xuống trên đầu của từng người một, rồi thánh Phêrô giảng lần đầu tiên dưới những người nghe, người có nhiều quốc tịch, nhiều dân tộc khác nhau, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu và đã có 3.000 người theo đạo lần đầu tiên đó. Còn ở đây lễ Chúa Thánh Thần có thể nói như vậy âm thầm, nhưng mà lại len lỏi vào trong chính mỗi tâm hồn của các thánh tông đồ, để cho các vị đó lãnh nhận được ơn của Thiên Chúa. Trước tiên đó là ơn bình an, sau đó là ơn để mà tha tội và cầm giữ. Và đó cũng là mệnh lệnh ta gọi rằng là tiếp tục để xây dựng hội thánh của Chúa. Rồi ở trong nhóm 12 đó, Thomas cũng gọi là Didimo không ở với các ông. Chúng ta không biết lý do tại sao thánh Thomas không ở chung với các ông ở trong ngày đó. Có thể là ngài có công việc, có thể là ngài gọi là muốn trở về vườn chăng, muốn thoái thác chăng, hay nhiều lý do. Nhưng mà ta không được có một thông tin nào để nói rằng tại sao Thomas lại không ở cùng các vị tông đồ khác trong ngày đó. Rồi 8 ngày sau, các môn đệ có mặt ở trong nhà, và lần này thì có Thomas. Và mọi chuyện như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu nói: đặt ngón tay của anh vào đây, hãy nhìn xem tay thầy, và đưa bàn tay của anh đặt vào cạnh sườn thầy. Lúc đó Thomas mới thưa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đây là câu tuyên xưng lòng tin Chúa Giêsu là đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu là đấng mà gọi là chỉ có một mình người mới có khả năng để mà để xứng đáng để chúng ta tin. Câu tuyên xưng của thánh Thomas là như thế. Như vậy các vị tông đồ đã có đức tin, các vị đã được nhìn thấy Chúa. Và Thomas lần đầu chưa được nhìn thấy Chúa, nhưng mà lần thứ hai đã được nhìn thấy Chúa và đã tuyên xưng. Còn ngày hôm nay chúng ta có thể nói chúng ta phải sống bằng mối phúc, phúc cho những ai không thấy mà tin. Và chúng ta vẫn là người muốn nhìn thấy Chúa. Như vậy điều quan trọng nhất, điều cần thiết nhất để mà chúng ta có thể đạt được cái việc chúng ta gọi là nhìn thấy Chúa là cái gì? Ta có thể dựa vào bài đọc số 1 và bài đọc số 2 để ta có thể nói về điều đó. Bài đọc số 1 trong sách Tông đồ Công vụ nói về cộng đoàn giáo hội tiên khởi, những người mà một lòng một ý, không ai coi bất cứ gì mình có là của riêng, mà coi mọi sự là của chung. Rồi các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Rồi mọi người đem tiền của mình có đặt dưới chân các thánh tông đồ, và các thánh tông đồ phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Nếu có thể nói đây chính là nếp sống gọi là cộng sản, cộng tất cả những tài sản lại. Và đây là điều có thực, các thánh tông đồ và cộng đoàn tiên khởi đã làm được điều này. Như vậy muốn có được lòng tin thì người ta phải ở trong lòng giáo hội, nhờ giáo hội, nhờ sự đồng tâm nhất trí, nhờ sự cầu nguyện, nhờ giáo huấn của các thánh tông đồ, nhờ tất cả những gì ở trong lòng giáo hội mà chúng ta đang được hưởng nhờ hôm nay.
Thomas đã không tin là bởi vì Ngài đã không cùng ở với các thánh tông đồ trong ngày thứ nhất, gọi là đầu tuần đó. 8 ngày sau thì Ngài ở với các thánh tông đồ thì Ngài mới nhìn thấy Chúa. Như vậy đức tin của chúng ta là đức tin được lớn lên ở trong lòng giáo hội, với tất cả những phương thế, với tất cả những gì mà Thiên Chúa đã chuẩn bị. Đó là các bí tích, đó là những lời giảng, những lời giáo huấn, đó là truyền thống của các thánh tông đồ cho đến ngày hôm nay, đó là đạo lý của giáo hội, và nói chung là tất cả những gì chúng ta có được nhờ Thiên Chúa ban cho, đó là đức tin ở trong lòng giáo hội. Điều số 2 trong bài đọc thứ 2, Thánh Gioan đã nói: phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì được Thiên Chúa sinh ra, và ai yêu mến Đấng Thiên Thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Và căn cứ vào điều này là chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các giới răn của Người. Vậy điều thứ hai chúng ta nói có thể nhờ đức tin ở trong giáo hội, đó là chúng ta được lớn lên. Vậy lớn lên đây là tuân giữ các giới răn của Chúa. Và giới răn của Chúa thì không nặng nề đâu. Và một khi đã tuân giữ giới răn của Chúa thì người ta được sinh ra và người ta thắng được thế gian. Như vậy nếu muốn có được đức tin mà lớn lên ở trong giáo hội thì cần có việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Mà giới răn quan trọng nhất đó là ta gọi là giới răn bác ái, tình yêu. Như vậy hôm nay khi chúng ta nói chúng ta muốn nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện, nó vẫn là một khao khát. Và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được Thiên Chúa bằng chính đức tin mà chúng ta đang được lớn lên ở trong lòng giáo hội, với tất cả những gì mà giáo hội đang chuẩn bị, đang cung cấp cho chúng ta. Và chúng ta cũng được lớn lên trong đức tin đó nhờ việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Như vậy hôm nay khi chúng ta mừng kính lòng thương xót của Chúa thì chúng ta cũng có thể nói được rằng đức tin của chúng ta cũng là đức tin cần đến lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết: lời tuyên xưng hết lòng tin tưởng nơi tình thương xót của Chúa toàn năng đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta, một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những hoảng sợ trước bao nhiêu sự dữ. Kêu cầu lòng thương xót Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đau khổ, lo lắng và bất ổn của chúng ta nói lên được một nguồn cậy trông vững chắc. Ngày nay hơn bao giờ hết, thế giới càng cần lòng thương xót của Chúa. Ở mọi lục địa, từ sâu thẳm của những khổ đau của nhân loại, lời kêu xin lòng Chúa thương xót hằng vang vọng lên khắp nơi. Nơi nào ghen ghét và lòng khát vọng trả thù ngự trị, nơi đó chiến tranh lại đem đến đau khổ và chết chóc cho những người vô tội. Và cũng chính nơi đó, lòng Chúa thương xót càng cần thiết để đem lại sự ổn định cho tâm hồn và con tim nhân loại, đem lại bình an. Nơi nào thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nơi đó càng cần lòng Chúa thương xót. Vì trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa, chúng ta nhận ra giá trị tuyệt vời của mỗi con người. Tình thương xót Chúa rất cần thiết để những bất công trên thế giới được chấm dứt và ánh sáng chân lý được rạng ngời. Như vậy hôm nay chúng ta suy niệm về đức tin của chúng ta được lớn lên trong giáo hội. Đức tin của chúng ta được lớn lên nhờ việc giữ các giới răn của Chúa. Và đức tin của chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa, bởi vì hơn bao giờ hết con người ngày hôm nay đang cần Thiên Chúa, một đặc biệt cần thiết cho thời đại đang phải trải qua những hoảng sợ, những sự dữ, những lo lắng, những bất ổn, những đau khổ. Và điều đó đang mỗi ngày làm cho chúng ta nhìn lên con mắt thương xót của Chúa Giêsu để nhận ra rằng nơi cái nhìn của Chúa Giêsu đó chính là đời sống sâu xa thương xót của Thiên Chúa.
Và ở đó chúng ta nhận ra được ân sủng mà chúng ta thường nhận được và Chúa vẫn tái ban hàng ngày cho chúng ta mãi mãi cho đến tận thế. Amen.